Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cửa ghiền xem phim Big Mouth tập 8 nghe thở với kế hoạch báo thù của Lee Jong-suk. Tập 8 của bộ phim là Big Mouth có những chi tiết gây sốc khi Lee Jong-suk đến gặp một YouTuber để tự công bố danh tính của bản thân. Tiếp nối với những diễn biến của tập phim trước, trong tập 8 của bộ phim truyền hình là Big Mouth lên sóng vào ngày 20 tháng 8, Park Chang-ho do Lee Jong-suk thủ vai người bị bắt cóc và mắc kẹt trong bệnh viện tâm thần đã trốn thoát và lên kế hoạch nói dối để vạch trần bộ mặt thật của tầng lớp thượng lưu, cũng như là lôi kẻ lừa đảo thiên tài là Big Mouth ra trước ánh sáng. Gong Chi-hun đã ép Park Chang-ho uống thuốc nói thật, khiến anh vật lộn trong đau đớn. Bị rơi vào ảo giác khi đang chịu đựng cơn đau, Park Chang-ho hét lên khi nhìn thấy vô số những con chuột nhắt và chuột khổng lồ vây quanh mình. Khi Park Chang-ho bất tỉnh vì ảo giác, Gong Chi-hun bắt đầu tra hỏi, anh đã giấu tiền ở đâu? Park Chang-ho trả lời, tôi không biết. Gong Chi-hun tiếp tục hỏi ngược lại, anh là Big Mouth phải không? Nhưng Park Chang-ho vẫn lặp lại câu trả lời, tôi không phải là Big Mouth. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ai đó đã châm lửa và Park Chang-ho đã tận dụng cơ hội đó để bỏ chạy. Cherry, người đã cải trang thành một bác sĩ y tế, xuất hiện và giúp đỡ Park Chang-ho. Cherry yêu cầu Park Chang-ho xuống xe và bỏ chạy trên một chiếc ô tô màu đen đã được chuẩn bị sẵn dưới gầm cầu, sau đó gây ra một vụ va chạm xe. Khi nhìn thấy cảnh này, Park Chang-ho đã rơi nước mắt. Tôi sẽ không trở thành một người đáng thương như Cherry. Park Chang-ho sau đó đã khoác lên người một bộ đồ đen và tự nói với chính mình, mày không biết đâu là nơi tốt nhất để che giấu lời nói dối của mình sao? Đó là sự thật. Mày bối rối giữa điều gì là đúng và điều gì là sai. Sau tất cả, lựa chọn của mọi người là một lời nói dối tưởng như là sự thật. Park Chang-ho còn nói thêm, tội lỗi của mày không phụ thuộc vào thẩm phán mà phụ thuộc vào sự phán xét của mày, đồ khốn nạn. Rồi sau đó đi gặp một ai đó. Người anh ấy tìm đến là một YouTuber đã từng chia sẻ về các sự kiện của Seo Jae-chung, một nhân vật có ảnh hưởng tại bệnh viện Đại học Woo Chun và các nhân vật VIP tại thành phố này. Park Chang-ho đến gặp YouTuber khi anh ta phát sóng trực tiếp tại một nhà kho khổng lồ. Thấy Park Chang-ho, YouTuber thốt lên, một người cung cấp thông tin tuyệt vời đang ở đây, làm tăng sự tò mò của người xem. Đáp lại, Park Chang-ho để lộ khuôn mặt của mình và nói, xin chào, tôi là Big Mouth Park Chang-ho, tôi có nên đưa ra một số dự đoán về phiên tòa hôm nay hay không? Teaser cho tập tiếp theo tiết lộ phân cảnh, Park Chang-ho nói, lý do cá nhân tôi đến đây rất đơn giản. Và sau đó anh được nhìn thấy đã tự mình vào nhà tù để trả thù các nhân vật VIP và Big Mouth. Phân cảnh này đã làm tăng sự kích thích và khiến khán giả thêm phần kỳ vọng vào những diễn biến tập tiếp theo của bộ phim. Big Mouth là bộ phim truyền hình với nội dung là xoay quanh hành trình báo thù, tìm lại hạnh phúc gia đình của chàng luật sư số nhỏ là Park Chang-ho. Phim thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nội dung gay cấn, hấp dẫn và phản ứng hóa học thú vị của cặp đôi là Lee Jong-suk và Yuna. Theo Nielsen Hàn Quốc, rating trung bình trên toàn quốc bộ phim trong tập 8 là 10,3%, giảm nhẹ so với tập trước đó nhưng vẫn là phim được xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng. Bộ phim Big Mouth hiện đang phát sóng vào mỗi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh MBC. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye!